Hi, xin chào mọi người đã đến với video giao hàng tại đồ cổ Sơn Đông chi nhánh quận 7. Địa chỉ chúng em là 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và trước mặt mọi người chính là quang cảnh mà nhân viên chúng em đang bọc hàng nhanh đến cho khách. Thì một cái giai đoạn vô cùng quan trọng trước khi bọc hàng chính là lau hàng. Và bây giờ thì em đang lau bàn thờ này để cho khách hôm nay được chốt luôn rồi. Trước khi giao hàng, nhân viên của bên em sẽ kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ và lau chùi một cách thật là kỹ càng để đảm bảo khi đến nhà khách sẽ được đẹp và hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Và sau đó là đến giai đoạn vấn BE cho sản phẩm để đảm bảo sản phẩm không bị rề xước trong quá trình giao hàng. Và đây chính là quang cảnh đường đi đến nhà khách. Chị Phương, một khách hàng mới của nội thất Sơn Đông nhưng đã được chị mua và mua trong vòng một khách hàng. Và đây chính là nhà chị và sản phẩm sau khi đã được chúng em đưa lên đến tận lầu 3 của nhà khách bên nội thất Sơn Đông chúng em, miễn phí giao hàng thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần Thơ và một số tỉnh lân cận khác. Vô cùng cảm ơn gia đình chị Phương đã ủng hộ sản phẩm của Sơn Đông. Sự hài lòng của chị chính là thành công của công ty chúng em. Và tiếp theo, một cái sản phẩm trong nhật ký giao hàng tuần này chính là một chiếc đồng hồ gõ đỏ sư tử đại bàng được mua bởi chú Suý ở quận 4. Chú đã mua cho nội thất Sơn Đông một cái đồng hồ gõ đỏ sư tử đại bàng và một bàn thờ ông địa căm xe hộp đèn. Và những sản phẩm vừa rồi đều được nằm trong chương trình khuyến mãi tại nội thất Sơn Đông từ 15% đến 45% cho quý khách. Mọi người hãy mau chóng đến cửa hàng đồ gỗ Sơn Đông quận 7 để mua cho mình những sản phẩm ưng ý nhất. Và video clip của chúng em đến đây là hết. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video clip ngày hôm nay. Mọi người có thể gọi vào số hotline là 0869 018 768 để được nhân viên bên Sơn Đông tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất. Và nhớ đừng quên dịp săn sale lớn nhất trong năm này nhé. Bây giờ bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.